Có một thằng em đây, nó mang con xe này đến nó bán cho em, thì bây giờ em sẽ giao dịch mua bán với thằng em này luôn. Nếu mà em mua được xong con xe này là em sẽ đăng con này lên trên kênh cho mọi người xem nhá. Đấy, bây giờ là ra đây thế nào, em phải quay ra đoạn này để xem thằng em này nó bán con xe như nào. Cũng hẹn nhau lúc đấy rồi, giờ mới được gặp. Thế thấy bảo em bán con này à em? Vâng, em bán con này. Rồi, ok. Thế con này của em bán bao nhiêu tiền đây? Con này của em thì thấy anh bán dòng này nhiều. Thì em thấy anh bán được thì em nên bán cho anh. Con này em okay, muốn em là hơn 300. Hơn 300 à? Thì nói chung là dòng này thì nó cũng hơn 300, con này là con mới rồi. Tí nữa anh xem xe cụ thể nào. Thế bây giờ con này thông tin nó thế nào em? Để anh xem nào. Rồi xem con xe này thế nào. Cái này thì em xà ba hết rồi. Xà ba về, con này chỉ việc quay vào đây xem tiện, nếu mà mua được cái là đăng lên cho mọi người xem luôn. Con là con Fortuner đúng không? Fortuner 212. 212 rồi. Số tự động à. Con này một cầu hay hai cầu kia? Con này là một cầu anh. Một cầu à? Vâng. Đây để anh xem nào. Ở đây một cầu đây. Thấy km của xe đã hơn 10 vạn rồi, 16 vạn. Nhưng mà nhìn xe thì vẫn còn là sạch sẽ, ổn định đấy, nhưng mà quan trọng là chất xe thế nào thôi. Xe lỗi gì không em? Con này thì không lỗi gì anh. Con này thì máy số zin này, keo chỉ zin. Rồi em mở máy ra cho anh xem nào. Máy số zin, keo chỉ zin à, xem nào. Anh mở luôn. Ok. Thế sao lại bán xe đi em? Còn con này thì nói thật anh là tại là vừa bóng đá xong thì em hơi kẹp, hơi thiếu tiền. Thế à? Muốn đến bán cho anh. Thế rồi. Thế bây giờ cần tiền rồi đúng không? Cần tiền. Thế bán cho anh rẻ rẻ cho nó nhanh, như bây giờ bán cho thợ thì mới nhanh được. Chứ bây giờ em bán dân thì chắc chắn là sẽ không được giá đâu. Mà thấy đấy, anh là mấy con xe anh đang bán hơn 400. Ừ. Con này thì em muốn là hơn 300. Hơn 300. Nếu mà được giá thì em mới bán. Được giá em bán à? Em thì vẫn cần tiền thôi, nhưng mà được giá em mới bán. Thì tất nhiên là cũng sao là hợp lý thôi, anh về kiếm được vài đồng thôi chứ. Đâu em ơi, Nga quay đây nào. Anh nhìn máy này cũng được đấy, máy zin đúng không? Con này thì em dọn hết cho anh rồi, máy zin. Máy số zin, keo chỉ zin đúng không? Rồi, anh đi ra thì Nga cũng ra đây quay luôn. Nào. Con này thì của đấy, em chỗ đây, rộng rãi này. Nhưng mà con này em đi dưới zin lắm. Vâng, nói chung là bảo dưỡng một tí rồi dòng rồi. Rồi thế nào? Đấy, anh thấy nhìn nội thất xe nó đẹp thế không ạ? Keo chỉ đấy cũng mở cánh cửa là thấy vẫn còn đấy. Cabo thế vẫn còn đấy. Nói chung là con đâu này ra đây quay ra nào. Đó, okay. Ai mua con này thì yên tâm về cái việc đi thôi. Chỉ việc đi thôi đúng không? Vâng. Không cần phải dọn gì đúng không? Không cần phải dọn. Tí nữa anh chạy thử xem. Cốp nào. Mở hết ra luôn. Đây, cao chỉ luôn kiểu đây. Đấy, cao chỉ nó chứng tỏ cho cái việc là xe nó có bị đâm đụng hay không. Vâng. Thế lại anh cũng xem tất cả những đường gân, đường mép này nó có bị mất đinh, mất gân hay không nữa nhá. Nó xem gầm nữa nào. Đây không mục mọt đi đâu. Máy nổ đây vẫn còn được. Cái này em đi dữ lắm. Anh bán thì yên tâm. Nhưng mà bây giờ cái giá mong muốn em ấy thì tí nữa xong video thì anh làm cho cái giá hợp lý tí. Rồi ok, anh em mình sẽ bàn bạc sao giá hợp lý. Giấy tờ chuẩn chỉ đúng không? Giấy tờ chuẩn chỉ, không có máy chuẩn chỉ. Anh tí anh phải kiểm tra cả máy giấy tờ, phải check cả mặt nguội này, rồi ngân hàng này, rồi thông tin phương tiện, nói chung là mọi thứ thì anh mới quyết định. Đấy thì có bạn Nga này, bạn ấy đang quay đoạn video giữa hai anh em mình, chốc nữa anh mua xong cái này anh sẽ đăng lên trên cho mọi người xem luôn. Tiện video mua bán đăng lên cho mọi người xem luôn. Đấy. Được rồi, tạm thời đấy đi, nhưng mà anh sẽ, nói chung anh sẽ check. Đấy. Ok nhá, thôi rồi em tắt video đi.